Sữa rất là béo, ngậy và có thơm mùi bắp, mùi ngô. Chào các bạn, vừa rồi là mình đã cùng các bạn nấu một nồi sữa ngô và đây là kết quả. Thì đây cũng là lần đầu mình làm thì không biết nó có thành công không, nhưng mà qua cái mùi vị, cái mùi bây giờ cả cái căn bếp của mình đang có sực nước mùi sữa ngô rất là thơm. Bây giờ mình thử thưởng thức xem nó có chuẩn vị hay không. Sữa rất là béo, ngậy và có thơm mùi bắp, mùi ngô và có độ ngọt vừa phải. Uống rất là ngon và không biết chán. Khi nào mua ngô thì các bạn thử làm sữa ngô như thế này, uống rất là dễ, dễ uống và có vị béo ngậy, rất là thơm, dễ uống. Và bây giờ video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy bấm like và chia sẻ để nhiều người biết đến hơn. Và nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình, để mình có nhiều động lực hơn để làm các video sau này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.